Xin chào tất cả các anh chị em nhà mình. Vâng ạ, trong video ngày hôm nay thì đồ gỗ Phạm Kính sẽ báo giá đến tất cả các anh chị em nhà mình một số tác phẩm mà bên em mới hoàn thiện xong. Thì anh chị em nhà mình có thể nhìn trên màn hình đây, đó là những mẫu lục bình và chúc phúc đều được bên em chế tác trên chất liệu là gỗ hương đỏ và hàng mới hoàn thiện xong. Thì những anh chị em nhà mình đang muốn tìm kiếm những tác phẩm lục bình hay là chúc phúc để kê ở không gian nhà, đặc biệt là những bác nào nhà mình có không gian rộng và lớn thì hãy xem hết video này nhé, để có thể là tham khảo chi tiết hơn. Thì anh chị em như mình có thể thấy thì ngay bên cạnh em đây, đó là một cặp lục bình được làm trên chất liệu gỗ hương đỏ và hàng tiện liền khối 100%, có chiều cao là 2m2 và đường kính là 69. Thì với những cặp lục bình của bên em thì đảm bảo cam kết với các bác nhà mình là hàng tiện liền khối 100%, và hơn nữa là hàng đặc sỉ cùng cây. Và anh chị em như mình có thể ngắm nhìn đây, với dòng gỗ hương đỏ thì nó có những cái đường vân cũng rất là đẹp. Hơn nữa là với cái dòng gỗ này thì anh chị em như mình thấy là khi mà sơn lên nó có một màu cánh gián, nên là các anh mình rất là dễ phối đồ trong không gian nội thất, tạo lên cảm giác ấm cúng cho không gian nhà. Và với cặp 2m2 này thì những anh chị em nào nhà mình có không gian rộng và lớn mà muốn trưng bày ở không gian phòng khách thì các bác nhà mình có thể tham khảo cho em mẫu này. Thì với cặp 2m2 này, đường kính 69, thì em gái đang giao lưu với các chị em nhà mình giá tại xưởng chỉ có là 42 triệu nhá. Bác nào nhà mình quan tâm thì có thể inbox cho em với một cặp kích thước lớn như này, 2m2 ạ. Và tiếp theo thì đó là một cụ di lặc ạ. Vâng, với mẫu di lặc này của em thì là di lặc chúc phúc theo mẫu truyền thống. Thì anh chị em nhà mình nếu mà đã theo dõi những cái video của Phạm Kính thì các bác nhà mình biết rồi, bên em thì đã đưa ra ngoài thị trường rất là nhiều mẫu di lặc chúc phúc trên các chất liệu gỗ. Nhưng mà với cái dòng hương đỏ này thì là một trong những cái mẫu mà được rất là nhiều anh chị em mình ưa chuộng. Hơn nữa là với dòng hương đỏ thì cái giá thành nó bình dân, thế là các bác nhà mình rất là dễ chơi. Thì với cái mẫu này thì cũng là hàng tuyển chọn với những cái đường vân gỗ tự nhiên anh chị em nhà mình nhá. Và hàng đục là đục thủ công hoàn toàn bằng tay. Vì đây ạ, anh chị em như mình có thể thấy là với mẫu đục thủ công thì từ cái lép mặt này cũng được thợ làm rất là thần thái, và mẫu di lặc chúc phúc thì với hai tay chắp vào nhau, và ở dưới đây thì bọn em còn đục thêm 4 đồng tiền và có gắn lên dòng chữ là vạn sự như ý các bác mình nhá. Thì với những cái mẫu di lặc chúc phúc các bác mình có thể bày trí ở cửa hàng, cửa hiệu hoặc là không gian phòng khách ạ, với mong cầu cho gia chủ mình luôn được may mắn, tài lộc và hạnh phúc. Thì với mẫu này của em là cao 1m8 và chiều ngang là 68, sâu là 50. Thì mẫu này hôm nay giao lưu với anh chị em nhà mình giá là 25 triệu các bác mình nhá, giá tại xưởng. Bác nào nhà mình quan tâm thì cũng có thể tham khảo cho em mẫu di lặc chúc phúc hương đỏ này. Đây ạ, và tiếp theo thì sang mã cuối cùng. Đây ạ, mã cuối cùng này thì đó là một cặp lục bình cao là 2m và đường kính là 61,4 các bác mình nhá. Thì anh chị em nhà mình thấy là với những cái mẫu mà lục bình thì cũng có rất là nhiều kích thước các anh chị em nhà mình có thể lựa chọn, nhưng mà hôm nay thì đây ra một cái mẫu 2m hương đỏ này cũng là hàng chọn cho em. Đây ạ, từ những cái đường vân ở cổ bình này. Và với cái dáng lục bình thì anh chị em biết là miệng được bên em phay cánh bèo để tạo cái điểm điểm nhấn cho tác phẩm loe ra để chiêu hút tài lộc, và bụng thì phình to, và những cái phần chỉ này thợ tạo ra cũng những điểm nhấn để tác phẩm nó được đẹp hơn các bác mình nhá. Và với cặp lục bình này thì cũng là tiện liền khối anh chị em nhà mình ạ. Và cặp này thì em đang giao lưu với các bác nhà mình giá chỉ có là 32 triệu nhá. Đấy, anh chị em nào nhà mình quan tâm mà không gian vừa thì các bác mình cũng có thể tham khảo mẫu 2m như này. Đấy ạ, giá chỉ có 32 triệu thôi. Và ngày hôm nay thì em gái xin giới thiệu các bác nhà mình những tác phẩm nào gỗ hương đỏ đây mới hoàn thiện xong. Thì anh chị em nào nhà mình nếu mà quan tâm một trong ba tác phẩm này thì có thể inbox cho em qua số Zalo là 0338 528 529 hoặc 086 6789 910 thì em gái sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác nhà mình. Còn nếu anh chị em nào nhà mình mà muốn đặt hàng theo không gian, theo kích thước yêu cầu của mình thì các bác mình cứ inbox thì em gái sẽ tư vấn chi tiết để các bác mình có thể là sở hữu được một tác phẩm ưng ý phù hợp với không gian nhà mình nhá. Vì bên em thì không chỉ là có những sản phẩm hương đỏ đâu ạ, mà còn có cả những tác phẩm như là cẩm vàng, hương đá, để anh chị em nhà mình có thể lựa chọn làm sao mà theo cái ý thích của mình. Và kết thúc video thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị em nhà mình nhé. Cảm ơn tất cả các bác nhà mình đã theo dõi hết video này của em ạ.